Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 12 tháng 6 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chỉ thị số 08 về tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch 93A và kiểm điểm đánh giá kết quả giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Thành lập hợp tác xã để nâng cao hiệu quả xúc tiến tiêu thụ vải. Thời tiết nắng nóng, bệnh nhân viêm giác mạc mắt tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hầu A Lình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã về làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Sự và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đến hết tháng 3 năm 2019, toàn tỉnh hoàn thành đại hội cấp xã, đến hết tháng 5 năm 2019 hoàn thành đại hội cấp huyện. Dự kiến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2019. Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn tất công tác xây dựng dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự đại hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở ở Hưng Yên diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã cho chủ trương, thời gian tổ chức, chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ chính của đại hội. Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội đạt kết quả cao. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lình đánh giá cao sự chủ động tích cực cho công tác chuẩn bị đại hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định, rà soát dự thảo văn kiện để đảm bảo đúng quy trình chất lượng. Báo cáo chính trị trình đại hội cần ngắn gọn, nêu bật tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chỉ thị số 08 về tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 93A năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm điểm đánh giá kết quả giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Bùi Thí Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tại 10 điểm cầu trực tuyến ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo số liệu tổng hợp của các địa phương, toàn tỉnh có 7.003 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp, đến nay đã giải tỏa được 2.000 trường hợp, còn gần 5.400 trường hợp chưa giải tỏa. Những huyện có nhiều vi phạm nhưng giải tỏa được ít là Khoái Châu với 2.181 trường hợp, mới giải tỏa được 143 trường hợp. Thành phố Hưng Yên có 818 trường hợp, mới giải tỏa được 103 trường hợp. Huyện Văn Giang có 815 trường hợp, mới giải tỏa được 229 trường hợp. Về vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, toàn tỉnh có 4.705 vi phạm, đã xử lý giải tỏa được gần 4.000 trường hợp. Về vi phạm công trình trái phép trên đất thủy lợi, có hơn 6.600 vi phạm, hình thức vi phạm chủ yếu là làm nhà, công trình phụ, làm lều quán, lán trại, san lấp trái phép. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức trực tuyến thay vì mời đại biểu các địa phương, đơn vị về tỉnh họp, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Sau khi ban hành kế hoạch 93A vào tháng 3 năm 2017 về xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép đã góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất, khai thác khoáng sản. Trong triển khai, nhiều xã như Tam Đa có cách quản lý tốt, không để xảy ra xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp cần phải được nhân rộng ra toàn tỉnh. 2019 này phải cơ bản giải tỏa xong tất cả vi phạm xây nhà nông nghiệp phát sinh từ khi có chỉ thị 02 này, tức là năm 2016.
không để còn một hộ nào mà vi phạm từ 2016 này. Không phải chỉ xây nhà đất nông nghiệp đâu, mà kể cả xây lều lán, rồi nhà xưởng. Mà các huyện mà có công nghiệp ấy, thì vấn đề xây nhà xưởng là rất nhiều. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, do buông lỏng quản lý đất đai mà tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi vẫn diễn ra. Trước yêu cầu này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 5 năm 2019, tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A về giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi, xử lý vi phạm được làm liên tục, không có điểm dừng. Khi nào không còn vi phạm mới thôi. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Thời gian tới tôi đề nghị đồng chí cần đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, rồi nâng cao trình độ, rồi phối hợp giữa các sở ngành, các ban ngành đoàn thể, các địa phương, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là mặt trận tham gia giám sát chính quyền, cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên làm sao ra tích cực cái chuyện này để tạo ra cái sức mạnh tổng hợp để chúng ta các đồng chí lãnh đạo chính quyền các địa phương có sức mạnh, có niềm tin ở chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị để các đồng chí yên tâm làm. Thế còn các sở ngành thì tất cả những cái gì mà vướng mắc cơ sở phải hướng dẫn một cách kịp thời. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A và chỉ thị 08 cần phải được làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, kiên quyết xử lý lãnh đạo những địa phương để xảy ra sai phạm nhưng làm ngơ, không xử lý, tổ chức nhanh việc đấu giá công khai những bến bãi nằm trong quy hoạch để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cho các xã có bến bãi. Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc chậm này do chính đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. Do vậy, thời gian tới, ngành Tài nguyên Môi trường cùng lãnh đạo các địa phương phải thay đổi phương pháp hướng giải quyết. Không phải là tất cả việc khó khăn cấp giấy là do hồ sơ, do thất lạc, do lọ cơ kia, mà cái số đủ điều kiện cấp giấy là rất nhiều, là đa số, là chiếm chủ yếu. Bây giờ chủ yếu là do cán bộ thôi. Một là đối với trường hợp huyện đã ký giấy nhận rồi thì phải bố trí cán bộ phòng tài nguyên lịch xuống từng xã để cấp cho dân. Chứ không có chuyện là mời dân lên huyện. Mang xuống từng xã lịch để thông báo loa đài cho dân đến nhận. Thế còn vận động thuyết phục dân là đấy phải nộp lệ phí, cái này luật quy định rồi. Không thể miễn trừ được. Thế còn những xã mà chưa cấp thì tới đây từ tháng 7 có lịch yêu cầu tất cả cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải có lịch hàng ngày, hàng tuần xuống từng xã một, mời dân đến cùng với lãnh đạo xã, cùng với địa chính xã để tiếp nhận, hướng dẫn, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và cấp giấy. Và tất cả mọi cái đó là làm từ xã. Đi liền với xử lý các vi phạm xây dựng công trình trái phép, các địa phương cần khuyến khích nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao tại những vùng đã được quy hoạch, chuyển đổi nhưng không để xảy ra xây dựng công trình trái phép. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm tra kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, thời gian qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các giá trị văn hóa truyền thống được kế thừa, phát huy cùng nhiều giá trị văn hóa mới được xác lập đã tạo nên những chuẩn mực trong đời sống xã hội. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận những kết quả tỉnh Hưng Yên đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa để thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào. Cùng ngày, đoàn công tác đã đi kiểm tra việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Phù Cử.
Sáng nay tại Sở Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch số 09 về xây dựng trường chuẩn quốc gia và đánh giá công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ chủ trì hội nghị. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 342 trường ở các cấp học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 62%. Cơ sở vật chất ở một số đơn vị trường học vẫn chưa bảo đảm phục vụ hoạt động dạy học, một số trường vẫn còn phòng học tạm, thiết bị dạy học còn thiếu và lạc hậu, nhất là các trường ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Năm 2018, 10 trên 10 huyện, thành phố, thị xã đều đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng khẳng định những kết quả đã đạt được, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp nâng cao dân trí trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập và thách thức. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các địa phương phải quan tâm tích cực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, vận dụng linh hoạt các kế hoạch đã đề ra sao cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải rà soát, xác định rõ thực trạng cơ sở vật chất các trường học để có sự đầu tư tập trung hiệu quả, tránh tình trạng dàn trải. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, huy động xã hội hóa xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật, đại biểu Vũ Thị Nguyệt thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị giải thích làm rõ cụm từ hộ chiếu có gắn chip điện tử, bởi đây là khái niệm mới chưa được quy định trong văn bản pháp luật hiện hành. Đại biểu cũng cho rằng việc đặt cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam tại Bộ Công an là hợp lý, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo hành trình công tác ít ngày cho phù hợp với thực tiễn. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung việc giao cho các cơ quan có thẩm quyền xây dựng ban hành những văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật. Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội cũng tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi. Đại biểu Vũ Thị Nguyệt tiếp tục có ý kiến tham gia vào dự án luật này. Về vấn đề được nhiều đại biểu tham gia thảo luận là nâng tuổi nghỉ hưu, đại biểu Vũ Thị Nguyệt đồng tình với việc rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu của nữ và nam xuống còn 2 đến 3 tuổi. Đây cũng là phương thức để giảm bất bình đẳng giới. Đồng tình với việc nâng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi, nhưng đại biểu đề nghị lộ trình hoàn thành việc nâng tuổi nghỉ hưu sau 8 đến 10 năm nữa thay vì 15 năm. Theo đó, từ năm 2021, mỗi năm sẽ tăng 3 tháng đối với nam và 5 tháng đối với nữ. Về việc bổ sung một ngày nghỉ lễ, đại biểu đồng tình với dự thảo, nhưng đề nghị kèm theo đó phải có phương án tổ chức sao cho thiết thực hiệu quả, tránh những nỗi ám ảnh về quá tải ở các khu du lịch, tắc đường và gia tăng tai nạn giao thông trong mỗi dịp nghỉ lễ. Vấn đề lao động chưa đủ 15 tuổi, đại biểu đề nghị bổ sung quy định không sử dụng trẻ em làm các công việc phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm đạo đức xã hội. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương của huyện Ân Thi đang tích cực làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ lúa mùa năm 2019. Vụ mùa năm nay, huyện Ân Thi có kế hoạch gieo cấy 7.300 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao, lúa nếp đã được huyện cơ cấu tăng, chiếm trên 70% diện tích, chủ yếu là các giống như nếp thơm Hương Yên, Đài Thơm 8, Sơn Lâm 1 và TBR 279. Riêng giống lúa Bắc Thơm số 7, phòng chuyên môn và các địa phương trong huyện đã và đang tích cực tuyên truyền nông dân không gieo cấy vì đây là giống lúa đã thoái hóa, dễ nhiễm sâu bệnh, năng suất lúa thấp. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo được gần 300 ha mạ dược và đang tập trung làm đất chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt đầu tiến hành gieo cấy lúa mùa theo đúng khung thời vụ quy định. Xã Hàm Tử hiện có 200 ha nhãn và là địa phương có diện tích nhãn nhiều nhất của huyện Khoái Châu.
Tuy nhiên, năm nay, nhãn mất mùa, sản lượng nhãn giảm nhiều so với năm 2018. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, thôn An Cảnh Thượng có 3 mẫu nhãn, năm 2018 cho thu 18 tấn quả. Tuy nhiên, năm nay tỷ lệ nhãn đậu quả thấp, dự kiến chỉ thu được khoảng 5 tấn quả. Cũng như gia đình ông Nguyễn Văn Bưởi với năm sào nhãn muộn, năm 2018 gia đình ông thu 5 tấn quả, nhưng năm nay dù chăm tốt cũng ước chỉ đạt hơn 1 tấn. Hầu như vùng nhãn chủ lực thuộc thôn An Cảnh xã Hàm Tử của huyện Khoái Châu mất mùa, sản lượng chỉ đạt 20%. Theo các hộ cho biết, cơn mưa axit cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua đã khiến cho hoa nhãn bị hỏng. Ngoài tình trạng mất mùa do thời tiết khắc nghiệt thì hiện các loại sâu bệnh như bọ xít, sâu đục thân, chuột và đặc biệt là diệp trắng cũng làm nhãn đạt năng suất thấp. Thưa quý vị và các bạn, vải là cây trồng chủ lực của nhiều địa phương huyện Phù Cừ. Vụ vải năm nay sản lượng giảm cùng với thị trường tiêu thụ mạnh nên giá từ đầu vụ đến cuối vụ tăng cao hơn mọi năm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ vẫn theo quy mô gia đình, chưa có nhiều các hợp tác xã được thành lập đứng ra ký kết tiêu thụ. Đây cũng là hạn chế, làm cho công tác xúc tiến quảng bá tiêu thụ vải còn gặp nhiều khó khăn. Vụ vải vừa qua, sản lượng vải của huyện Phù Cừ đạt hơn 7.000 tấn. Giá bán trung bình đối với vải lai chín sớm khoảng 25.000 đồng 1 kg. Đối với vải trứng Hưng Yên bình quân 60.000 đồng 1 kg. So với nhiều vụ vải trước, đây là vụ bán được giá cao và ổn định từ đầu đến cuối vụ thu hoạch. Tôi thì mới trồng vải ở cái ruộng của tôi là 3 sào 2 mà năm nay tôi thu bói mà tôi được đi 3 tạ vải bán giá 25 là tôi được 7 triệu rưỡi. Đấy mà còn bằng 3 bằng 4 là cấy lúa. Như nhiều hộ nông dân khác sau vụ thu hoạch, ông Viễn ở Tam Đa, xã có diện tích vải lớn nhất của huyện Phù Cừ bắt tay ngay vào chăm sóc để chuẩn bị cho vụ vải năm sau. Năm nay vui vì bán được giá, nhưng những người trồng vải như ông vẫn còn những trăn trở. Đó là việc trồng phải có nhật ký chăm sóc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc đối với từng vựa vải. Đây là những đòi hỏi mới đối với những người trồng vải như ông, bắt buộc phải thực hiện để nâng cao giá trị kinh tế từ cây vải. Bây giờ chúng tôi canh tác với lại điều kiện là tự nhiên do cái bản năng hay là kinh nghiệm quê hương, rất mong muốn các ngành các cấp hỗ trợ về kỹ thuật để có một cái sản phẩm tốt để vươn ra ngoài thị trường cho nó được giá. Năm 2018, Hợp tác xã Thắng Lợi xã Tam Đa được thành lập nhằm hỗ trợ xã viên về kỹ thuật trồng và quảng bá tiêu thụ vải. Hợp tác xã có 10 xã viên làm đồng cốt, thu hút khoảng 500 hộ trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích 50 ha. Kết quả hai vụ vải năm 2018-2019 vừa qua, thông qua việc tiếp cận, ký kết từ hợp tác xã mà vải của Tam Đa Phù Cừ lần đầu tiên được đưa vào quảng bá, tiêu thụ tại 30 siêu thị phía Bắc, mỗi vụ bán được trên 20 tấn quả. Trước khi chưa có hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi thì quả vải lai chỉ trôi nổi, bán trôi nổi trên thị trường, chứ không được vào siêu thị như hiện nay. Nhưng mà từ khi có hợp tác xã thì cái việc mà làm ra cái quy trình sản xuất theo quy trình Việt Gáp và có tem truy xuất nguồn gốc, chính vì vậy như vậy là quả vải lai đã thực sự được đứng trong các siêu thị ở miền Bắc, thế và đã nâng cái giá trị sản phẩm cao gấp rất nhiều lần so với trước đây. Huyện Phù Cừ có 760 ha vải, trong đó 600 ha đang cho thu hoạch. Tuy nhiên hiện nay tại các vùng trồng vải trong huyện mới thành lập được 3 hợp tác xã chuyên về vải là hợp tác xã Thắng Lợi xã Tam Đa, hợp tác xã Quyết Tiến xã Phan Sầu Nam và hợp tác xã Minh Tiến xã Minh Tiến. Đây là con số quá ít so với nhu cầu. Thực tế cho thấy nơi nào các hộ trồng tham gia vào hợp tác xã, nơi đó tiêu thụ dễ hơn và giá bán cũng cao hơn. Bởi khi đã trồng ra quả vải có chất lượng ngon, sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mới chỉ đáp ứng được điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải thành lập các hợp tác xã, tổ chức đại diện, thay mặt các hộ nông dân đứng ra ký kết hợp đồng tiêu thụ vải. Có như vậy về lâu dài mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm đã tổ chức giải tỏa vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông. Đợt ra quân giải tỏa vi phạm này, xã Trưng Trắc đã tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp vi phạm với diện tích gần 900 m², trong đó diện tích vi phạm xây dựng lều lán là hơn 500 m², còn lại là diện tích sân bê tông. Với sự vào cuộc cương quyết,
Tất cả diện tích vi phạm của 4 trường hợp trên đã được tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý. Đến thời điểm này, xã Trưng Chắc đã giải tỏa được 72 trên 86 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông và công trình thủy lợi. Hiện còn 14 trường hợp vi phạm xã đang tiếp tục vận động và kiên quyết giải tỏa trong thời gian tới. Hiện nay ở một số xã trên địa bàn huyện Khoái Châu xuất hiện tình trạng tập kết tre, luồng, cát, sỏi, đá, vật liệu xây dựng sai quy định gây bức xúc cho người dân sinh sống tại đây. Điều đáng nói, người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng không hiểu tại sao bãi tập kết này vẫn tồn tại suốt một thời gian dài. Cách đây hơn 2 năm, các khu dân cư thuộc xã Phùng Hưng, Ông Đình, Dân Tiến, Trí Tân xuất hiện những bãi tập kết vật liệu xây dựng. Từ đó, khu đất có diện tích hàng trăm mét vuông trở thành nơi tập kết cát, đá, sỏi với khối lượng khá lớn. Không chỉ là bãi chứa vật liệu xây dựng mà các kênh sông trục còn trở thành điểm ngâm tre, luồng gây ách tắc dòng chảy. Theo phản ánh của người dân xã Phùng Hưng, suốt nhiều năm nay xuất hiện bãi tập kết vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cản trở gây mất an toàn giao thông. Trong đó, một số hộ thuê thầu đất công ích, đất nông nghiệp dùng để tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng này, thiết nghĩ các địa phương cần có biện pháp sớm xử lý vi phạm dứt điểm theo quy định. Thống kê tại Bệnh viện Mắt Hưng Yên, 6 tháng đầu năm nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho 300 bệnh nhân bị viêm giác mạc, trong đó lượng bệnh nhân trong tháng 5 và tháng 6 chiếm tới 50%. Viêm giác mạc chấm nông là một bệnh khá phổ biến xảy ra quanh năm và thường xuất hiện nhiều hơn vào mùa nắng nóng. Bệnh thường do vi khuẩn hoặc các bệnh lý ở mắt như hở mi do liệt thần kinh, thiếu vitamin A, khô mắt gây nên. Đây là bệnh có thời gian điều trị khá dài, trung bình khoảng 1 tháng. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, giữ gìn vệ sinh mắt để đôi mắt được nghỉ ngơi, tránh ánh sáng mạnh, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử. Để phòng bệnh, người dân cần bảo hộ mắt bằng kính chuyên dụng khi làm việc trong môi trường có nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc đi bơi, rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Những bệnh về mắt như lông quặm, viêm túi lệ cần được điều trị sớm và dứt điểm tránh nguy cơ gây viêm giác mạc. Vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 6, trên quốc lộ 38B đoạn qua địa phận xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng. Theo người dân chứng kiến vụ va chạm cho biết, nguyên nhân là do chiếc xe máy mang biển kiểm soát 89B151707 do người phụ nữ điều khiển chở một bé gái đi từ huyện Tiên Lữ về thành phố Hưng Yên. Khi đi đến ngã tư đường mới xã Trung Nghĩa thì bất ngờ vượt đèn đỏ khiến chiếc xe container mang biển kiểm soát 34C23415 đi từ phố nối về thành phố Hưng Yên không kịp phản ứng đã đâm vào. Vụ va chạm đã khiến hai mẹ con đi xe máy bị thương nặng. Ngay sau vụ tai nạn, người dân đã đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn. Được biết đây là nút giao thông thường xuyên xảy ra tai nạn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã xảy ra 5 vụ, trong đó có một vụ làm chết một người. Thực hiện tháng hành động về phòng chống ma túy, qua công tác nắm tình hình, công an xã Thụy Lôi và xã An Viên huyện Tiên Lữ đã bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại khu vực Dốc Xuôi, Công an xã Thụy Lôi đã kịp thời phát hiện bắt quả tang Vũ Xuân Đặng, sinh năm 1989 ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đang tàng trữ trái phép một gói heroin có trọng lượng 0,181 gram. Qua đấu tranh, đối tượng khai bản thân nghiện ma túy nên đã mua ma túy về để sử dụng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an xã An Viên huyện Tiên Lữ cũng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thái, sinh năm 1990, trú tại thôn An Xá, xã An Viên, đang tàng trữ trái phép 0,168 gram heroin. Hiện hai vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.